Bài kinh số 124, Kinh Bạc Câu La. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Bakula trú ở Rasagaha, Dương Xá, Veluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các loài sóc. Rồi lõa thể Kasapa, một người bạn trước kia của tôn giả Bakula khi còn là cư sĩ, đi đến tôn giả Bakula. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Bakula những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, lõa thể Kasapa nói với tôn giả Bakula. Này hiền giả Bakula, bạn xuất gia đã bao lâu rồi? Đã được 80 năm, này hiền giả, từ khi tôi xuất gia, hiền giả Bakula, trong 80 năm ấy, đã bao nhiêu lần hiền giả hành dâm dục? Hiền giả Kasapa, chớ có hỏi tôi như vậy. Hiền giả Kasapa, trong 80 năm ấy, đã bao nhiêu lần hiền giả hành dâm dục? Hiền giả Kasapa, hãy hỏi tôi như sau. Hiền giả Bakula, trong 80 năm ấy, đã bao nhiêu lần hiền giả khởi lên dục tưởng? Hiền giả Bakula, trong 80 năm ấy, đã bao nhiêu lần hiền giả khởi lên dục tưởng? Hiền giả Kasapa, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có dục tưởng khởi lên. Vì rằng tôn giả Bakula trong 80 năm không nhận thấy có dục tưởng khởi lên. Chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có sân tưởng, có hại tưởng khởi lên. Vì rằng tôn giả Bakula trong 80 năm không nhận thấy có sân tưởng, có hại tưởng khởi lên. Chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy dục tầm nào khởi lên. Vì rằng tôn giả, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy sân tầm, hại tầm nào khởi lên. Vì rằng tôn giả, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có thâu nhận y của cư sĩ. Vì rằng tôn giả, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có cắt y với con dao. Vì rằng tôn giả, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có mai y với cây kim. Vì rằng tôn giả, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có nhuộm y với thuốc nhuộm. Vì rằng tôn giả, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có mai y Kathina. Vì rằng tôn giả, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có mai y cho các vị đồng phạm hạnh, có nhận lời mời ăn, có khởi lên tâm như sau. Mong rằng có người mời tôi ăn. Vì rằng tôn giả, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có ngồi trong nhà, có ngồi ăn trong nhà, có ghi nhận chi tiết các tướng đặc biệt của nữ nhân, có thuyết pháp cho nữ nhân cho đến câu kệ 4 câu, có đi đến trú phòng tỷ kheo ni, có thuyết pháp cho tỷ kheo ni. Tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho học pháp nữ, tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho sa di ni. Vì rằng tôn giả Bakula trong 80 năm không nhận thấy có thuyết pháp cho sa di ni. Chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có xuất gia cho ai, có thọ đại giới cho ai, có nhận làm y chỉ cho ai.
tôi không bao giờ nhận thấy có sa di hầu hạ. Có tắm trong nhà tắm, có tắm thoa bột kunna, có nhờ đồng phạm hạnh xoa bóp chân tay. Tôi không bao giờ nhận thấy có bệnh khởi lên. Dầu cho một lát, có mang theo y dược cho đến một miếng nhỏ từ cây ali lạc vàng, haritati khamya, nằm dựa vào tấm gỗ dựa, nằm dài xuống ngủ, đi an cư mùa mưa tại trú xứ gần làng. Vì rằng tôn giả Bakula trong 80 năm không nhận thấy có đi an cư mùa mưa tại trú xứ gần làng. Chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu cho tôn giả Bakula. Vừa đúng trong 7 ngày, nay hiền giả, còn uế nhiễm, tôi đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ 8, chánh trí khởi lên. Vì rằng tôn giả Bakula vừa đúng trong 7 ngày, còn uế nhiễm, đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ 8, chánh trí khởi lên. Chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Thưa hiền giả Bakula, hãy cho tôi xuất gia trong pháp luật này, hãy cho tôi thọ đại giới. Rồi lõa thể Kassapa được xuất gia trong pháp và luật này, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Kassapa an trú độc cư, diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích ấy, các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Kassapa trở thành một A-la-hán nữa. Rồi tôn giả Bakula, sau một thời gian cầm chìa khóa, đi từ trú xứ này đến trú xứ khác, và nói như sau. Chư tôn giả hãy đi ra, chư tôn giả hãy đi ra, hôm nay tôi sẽ nhập Niết Bàn. Vì rằng tôn giả Bakula cầm chìa khóa, đi từ trú xứ này đến trú xứ khác, và nói như sau. Chư tôn giả hãy đi ra, chư tôn giả hãy đi ra, hôm nay tôi sẽ nhập Niết Bàn. Chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Rồi tôn giả Bakula ngồi giữa chúng tỷ kheo nhập Niết Bàn. Vì rằng tôn giả Bakula ngồi giữa chúng tỷ kheo nhập Niết Bàn, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bakula. Kinh Bakula thứ 124.